Đây là hiện trường công trình khai thác đất đá ở Buôn Com Leo, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk mà người dân đã phản ánh nhiều ngày qua. Hoạt động này diễn ra từ khá lâu với ngổn ngang xe múc, xe tải, hệ thống cối xay đá và hàng chục khối đá chưa được vận chuyển ra ngoài. Một vạt đồi đã bị cày xới, biến dạng nhiều chỗ, diện tích khoảng gần 2 hectare. Sai phạm này là công trình của ông Diễn, giám đốc ngân hàng. Trước đây là của ông Hải là khai thác đá từ năm ngoái đến năm nay thì ông lại dừng rồi, trả lại cho chủ đất là ông Diễn. Là ông Diễn hiện nay đã phá một phần đất đồi, một phần đất nông nghiệp. Đó là công trình này là rất là sai phạm. Trước đây là việc sản xuất đá là buôn ở chúng ta rất là bất xúc về lý do là đường. Hiện nay ý kiến của nhân dân là hư hết đường. Sau khi nhận được cái phản ảnh của người dân thì chúng tôi tiến hành thành lập đoàn của ủy ban xã, công an xã, phòng tài nguyên môi trường và ban tự quản của Buôn Com Leo thì tiến hành vào lập biên bản chỗ hiện trạng đất của ông Diễn. Diện tích vi phạm là 1.901 m2. Đất hiện trạng đất đã bị múc và biến dạng. Sau khi mời ông Diễn về thì chúng tôi củng cố hồ sơ cho thấy được cái sự biến dạng đất đó là ở sai phạm ở mức độ nào thì chúng tôi xử lý ở mức độ đó. Vượt quá thẩm quyền thì chúng tôi gửi lên cấp trên để tiến hành xử lý. Sau khi nhận được phản ánh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết đã chỉ đạo các đơn vị địa phương liên quan làm rõ, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm nếu có theo đúng quy định của pháp luật.